Xin chào tất cả bà con đang xem livestream cùng với trại cây giống Trường Phát ạ. Sáng sớm ngày hôm nay em đã trở lại với bên cơ sở 3 của trại cây giống Trường Phát và sẽ quay cho bà con xem đó là quy trình xuất hàng cả bì vàng giống và cái bóp giống. Và bà con có thấy em đeo cái này mới không ạ? Thì bà con có thể nhìn thấy đây là hình ảnh đại diện cho hình ảnh. Hôm nay sẽ xuất hàng cả bì vàng giống tại trại cây giống Trường Phát và em sẽ quay trực tiếp cho bà con quy trình xuất hàng đó. Bà con cùng quan sát và bắt đầu một ngày mới thật là vui vẻ để có nhiều năng lượng hơn cho ngày hôm nay bà con nhé. Ai bà con hãy quan sát thì ngày hôm nay thì em đang đứng ở cơ sở 3 của trại cây giống Trường Phát và các kỹ thuật viên tại trại cây giống Trường Phát đang chở cá bè vàng giống lên trên xe đấy ạ. Coi lộn đầu cắt môi thằng cu đã đầu cắt môi bà con thì có thể thấy thì sáng nay kỹ thuật viên của trại cây giống Trường Phát dậy khá là sớm và đang bắt đầu dỡ lồng lên để xúc cá bỏ vào xô và để đem lên xe đấy ạ. Buổi sáng nay của bà con đã bắt đầu chưa ạ? Bà con của mình đang rảnh ngồi uống, đang có thời gian ngồi nhâm nhi cà phê thì hãy cùng vào để xem livestream cùng với em và trại cây giống Trường Phát đang xuất hàng bà con nhé. Và những chuyến xe sẽ chở cá bè vàng giống từ dưới ao ương lên trên xe lớn như thế này đây ạ. Và đây là chiếc xe mà ngày hôm nay sẽ đem cá giống, cá bè vàng và cá bóp giống đến cho bà con đấy ạ. Thì hiện tại trại cây giống Trường Phát đang có rất là nhiều loại giống hiện nay giống như chị Nhi bớp giống, cá bê vàng giống, cá mu cá mu nè, cá chẽm, cá hồng Mỹ. Quay cá mới đó mà em thấy quá lông mới xuất rồi mà. Anh vụ bỏ lộn nha, hai loại đó chia ra hả? Không, ý là bỏ riêng ra chứ. Bớt thôi, bớt thôi. Ok, nó
bỏ chung nha. Hả? À, sao nó được kia mà. Nổi. Sao vậy? Xin lỗi tình yêu đi hả? Và bây giờ thì bên em đang xuất hàng cá bớp rồi đấy ạ, qua tới cá bớp rồi ạ. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh Vũ. Cá bớp ngày hôm nay xuất hàng đó là cá bớp size 14-15 cm đấy bà con ạ. Thì bà con của mình eo lòng đang còn trống, đang có nhu cầu thả cá bớp trước Tết hoặc là đặt giống cho sau Tết mình bắt đầu thả luôn thì hãy cứ gọi điện thoại đến số 0905252284 bà con nhé, để em tư vấn. Đi y chang luôn. Gì gì chị, ai bày vậy? Ý ơi, ý ơi. Tí. Thôi á, ông đứng rồi đó. Sướng chứ sao, quá sướng. Đúng không? Sướng. Quá sướng nha anh không? Sướng. Không có quá gì nữa. Tại trại cá giống Trương Phát, cá bớp giống đang có rất là nhiều size từ nhỏ đến lớn, cho nên bà con của mình eo lòng đang còn trống, có nhu cầu thả giống trước Tết hay là đặt giống cho sau Tết mình vào Tết, ra Tết một cái mình thả luôn, thì hãy cứ gọi điện thoại đến số 0905252284 bà con nhé, để bên em phục vụ cho bà con giống chất lượng nhất. Bà con của mình cứ yên tâm, thì cá tại trại cá giống Trường Phát bên em đã được các kỹ thuật viên đếm sẵn sàng đầy đủ số lượng để giao đến tay cho bà con. Và chất lượng cá giống tại trại cá giống Trường Phát như thế nào, bà con quan sát được như thế nào, thì tới nơi bà con lên xe kiểm tra nó vẫn y chang như vậy. Cho nên bà con của mình không cần phải lo là chất lượng cá giống bị thay đổi trong quá trình bên em vận chuyển từ trại đến nơi bà con nhận đâu ạ.
chừng á. Đau quá. À đừng. Cái gì cũng chừng đấy, chừng đấy. Vừa rồi em vừa quay cho bà con cùng xem, đó là quy trình xuất hàng cá bè vàng giống và cá bớp giống tại trại cá giống Trường Phát. À, bà con của mình đã vừa xem đó là trực tiếp quy trình xuất hàng tại trại của em luôn đấy ạ. Và lần tới live stream tới em sẽ quay cho bà con trực tiếp quy trình xuất hàng các loài cá khác bà con nhé. Và bây giờ thì em xin chào bà con, chúc bà con có một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng và thật là làm việc thật là hiệu quả bà con nhé. Và xíu nữa đây thì em sẽ kèm link kèm video về loài cá bè vàng ở dưới comment của livestream này, thì để tiếp tục chương trình mỗi ngày một loài cá cùng với em thì em sẽ ghim video về cá bè vàng tại trại cá giống Trường Phát đang có ở dưới comment cho bà con nhé. Cho nên bà con của mình hãy đừng ngần ngại gì, gọi điện thoại ngay đến số 0905252284 gặp Huyền để em tư vấn và sẽ mang đến cho bà con những con giống chất lượng nhất ạ. Và em xin cảm ơn bà con và xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con vào những livestream tới ạ.